Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phong Phú Official. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để chúng ta có thể tích hợp code GPT với VS Code. Đấy. Thì để mà chúng ta có thể tích hợp được thì đầu tiên chúng ta cần phải có một account chat GPT. Hôm trước thì mình có hướng dẫn các bạn cách có thể đăng ký một account rồi. Thì bây giờ các bạn sau khi có account, chúng ta đăng nhập vào. Đấy. Sau khi đăng nhập thành công thì đây, chúng ta sẽ đăng nhập vào đây. Chúng ta sẽ đăng nhập vào openai.com. Đấy, chúng ta có thể tạo API để chúng ta có thể tích hợp với VisiCode. Đấy, sau khi mà chúng ta đăng nhập thành công rồi thì để lấy API chúng ta vào chỗ view API key. Đó, trong này chúng ta có create new key API. Thì cái API này chúng ta cần là private này, chúng ta cần không nên share ra bên ngoài. Đây. À, sau đó chúng ta mở Win số code lên và chúng ta vào trong biểu tượng extension, hoặc các bạn có thể dùng phím tắt đó là Ctrl Shift X để chúng ta vào extension, chúng ta search đó là code GPT. Đấy, các bạn sẽ thấy code CPD và chúng ta install. Chúng ta đợi một lúc để nó install xong. Sau khi install xong thì chúng ta cần có đây, nó có các cái bước hướng dẫn. Thì với khi mình dùng đây, các cái phím tắt đây, ví dụ Ctrl Shift Y chẳng hạn, thì nó sẽ là generate code. Còn đâu muốn giải thích code thì chúng ta chuột phải và chọn explain code. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta vào phần setting. Đây, extension setting. Đấy. Trong phần extension setting này thì chúng ta cần phải import API key vào. Thì đây. Để import API key thì chúng ta dùng Ctrl Shift P, đây nó có hướng dẫn này. Và cần phải ấn Ctrl Shift P. Đây. Ctrl Shift P và ấn search code GPT set API key. Đấy. Chúng ta sẽ ấn Ctrl Shift P và gõ là set. Đây. Các bạn nhìn thấy đây. Gõ chữ set API key. Đấy. Sẽ ra luôn. Và sau đây là chúng ta copy cái ta cần phải copy cái key của mình vào. Đây, mình sẽ create một cái key mới. Xóa cái key cũ đi. Và sẽ copy cái key vừa rồi vào. Và enter. Đấy, thế là xong. Sau khi chúng ta import API key vào rồi thì ở đây có một số lưu ý, đó là mark token. Mark token nó nghĩa là mỗi một token, nó ví dụ tương với mỗi token nó sẽ là ký tự mà ChatGPT sẽ hỗ trợ ở mình. Thì với mỗi một account sau khi mình tạo này, đây, với mỗi account chúng ta sẽ ra overview thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Rất nhiều bạn có hỏi là các cái account mới đăng ký như này thì có dùng được API key hay không. Thì đây, chúng ta vào phần pricing là phần giá đấy, thì sẽ có bốn bốn model cơ bản: ADA này, QE rồi là DAVC. Đây là mạnh mạnh nhất, còn đây là nhanh nhất. Đấy, ADA là nhanh nhất. Thì đây, với mỗi giá tương ứng của 1.000 token thì các bạn sẽ nghĩ là với mỗi token nó cũng như một từ ấy. 1.000 token nó sẽ khoảng tầm 750 từ, thì nó sẽ dùng free trong khoảng với 18 đô. Với mỗi một account sẽ được sử dụng trải nghiệm với 18 đô free dùng trong vòng 3 tháng đầu tiên. Thì ví dụ 18 đô này sẽ ước chừng, ví dụ các bạn có dùng cái model DAVC thì nó sẽ tính là 0,02 đô trên một k token. Đấy, nó sẽ quy ra cái từ ở bên cái từ ChatGPT support mình. Thì sau bao giờ hết cần cái từ sẽ bị giới hạn và yêu cầu thanh toán thêm. Thì đây, thì mình có tích hợp API vào trong VS Code rồi. Bây giờ mình sẽ demo cho các bạn. Đây, ở đây nó sẽ có model này, text DAVC này, init này. Còn đây là cái nhiệt độ.
thì các bạn hiểu nó là nhiệt độ nó trong cái khoảng từ 0 đến 1 này nó là gian đun. Đấy, độ càng thấp thì cái xử lý của ChatGPT càng nhanh. Nên của mình cứ để setup mặc định. Đấy. Sau khi các bạn đã tích hợp API và chúng ta thử trải nghiệm, nếu mà chúng ta chạy console đầu tiên thì chúng ta dùng generate code, thì ví dụ các bạn gõ một ví dụ bạn yêu cầu ChatGPT code gì đấy, thì ví dụ function Fibonacci chẳng hạn, mà chúng ta kết hợp sau khi ấn ctrl thì chúng ta muốn generate code mà thấy bị lỗi lỗi API, thì do lý do đó là do mình cái số lượng từ mà mình đã trải nghiệm trong quá trình mình dùng ChatGPT, mình đã trải nghiệm hết khá là nhiều rồi, mà mình setting là để mặc định default, thì mọi người lại vào extension code GPT và chúng ta vào extension setting. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy là model của mình đang để là cái gói cao nhất là DaVinci, là mạnh 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 nhất đấy. Đấy, thì để mà trải nghiệm được thì chậm hơn một chút thôi, thì chúng ta sẽ dùng các cái gói thấp hơn, ví dụ như ADA chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ dùng các cái gói thấp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng được cái API. Đây, là dùng CtrlCD, nó sẽ gen code cho chúng ta. CtrlCD. Nếu mà vẫn không được thì chúng ta sẽ chọn chọn cái gói thấp nhất này, gói code đấy, thì chúng ta sẽ chọn một cái model thấp nhất đây, chúng ta sẽ chạy, thì chúng ta sẽ phải đợi lâu hơn một chút, nhưng mà chúng ta sẽ có cái code function mà chúng ta muốn đây. Đấy, ví dụ khi mà các bạn muốn chạy cái function này chẳng hạn, test đúng không? Các bạn làm IT thì chắc hẳn các bạn đã không xa lạ gì với function Fibonacci này rồi. Thì khi các bạn nhìn vào cái function Fibonacci thì các bạn hiểu đây là function sẽ là tìm ra cái số thứ tự thứ L trong cái dãy Fibonacci. Và dãy Fibonacci là một cái dãy vô hạn, các cái số sau ấy được bằng tổng của hai số liền kề phía trước. Đấy, ví dụ là sẽ ví dụ dãy số là L 3 đây, thì số sau cùng là phải là số 0, 1 và 1. Đấy, thì bây giờ để mà chúng ta có thể test được đúng không, thì đây thì mình đã search Google rồi, mình đã search Google để chúng ta nhìn thấy input và output. Ví dụ mình input n là 1 thì output sẽ là 1, và 38 thì sẽ ra là 3. Đây, 38 thì sẽ ra là con số đó là 39.088.169. Đấy, thì bây giờ mình sẽ test luôn, mình sẽ nhập là mình sẽ L sẽ bằng input L. Đấy, mình sẽ phải gọi đến cái hàm Fibonacci mình dùng print, mình dùng sau khi mình nhập số thứ tự N mà mình muốn tìm cái số N dãy Fibonacci ấy, thì chúng ta bắt đầu in nó ra, thì chúng ta là in số cần tìm là đấy, số cần tìm là gì đấy. Chúng ta thì gọi đến cái hàm Fibonacci, thì ở đây là L sẽ nhập vào là kiểu kiểu string, vì thế là mình cũng phải ghép kiểu là in L. Chúng ta chạy thử thì chúng ta mình nghĩ là đấy, giờ chúng ta nhập N, ví dụ nhập 1 thì nó sẽ là số cần tìm là 1. Ví dụ đây, chúng ta nhập số 38 đi, input là 38 thì output sẽ là như này, cần tìm. Trong cái quá trình thực hiện thì số cần tìm rất là lâu, ví dụ mình nhập đấy đấy số cần tìm đúng ra kết quả output rồi. Đấy, đấy là về generate code, generation code. Thì bây giờ ví dụ mà các bạn muốn là giải thích cái đoạn code này, chúng ta vào đây và chúng ta dùng explain code GPT, nó cũng giải thích code cho ta cái đoạn function này nó là làm gì. Đấy, nó giải thích rất là chi tiết. Đấy, giải thích code của GPT. Cảm ơn các bạn đã xem video.